Thế giới thể thao thường cho thấy những cường quốc chính trị lại không mạnh về bóng đá nam, chẳng hạn như Mỹ, Nga và điển hình là Trung Quốc. Nếu các quốc gia khác vẫn để bóng đá phát triển một cách bình thường, thì riêng Trung Quốc lại đặt ra tham vọng lớn với những mục tiêu cụ thể. Rõ nhất là 10 năm trở lại đây, Trung Quốc đổ rất nhiều tiền để thực hiện các đề án nhằm hướng đến những mục tiêu lớn, trong đó có cái đích xa xôi là vô địch thế giới. Nghe thì thật hoành tráng, nhưng hiện thực thì lại hơi ổi. Trung Quốc vốn được biết đến là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời và dân số đông nhất thế giới với khoảng 1,4 tỷ người. Họ sở hữu nền kinh tế luôn thuộc top những nền kinh tế hàng đầu, nếu không muốn nói trong thời gian gần đây là đã xoán cả ngôi vị dẫn đầu của Mỹ. Vậy nhưng điều kỳ lạ là đối với môn thể thao vua, thành tích tốt nhất mà quốc gia này từng đạt được là tham dự vòng chung kết World Cup 2002 và cũng chỉ xếp 32 trên 32 đội tham dự. Ở cấp độ châu lục, bóng đá Trung Quốc cũng chưa bao giờ đủ tầm để so với những Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran hay Australia. Tại vòng loại World Cup khu vực châu Á vừa rồi, họ lọt vào vòng loại thứ 3 và xếp chung bảng với Việt Nam chúng ta. Kết quả Trung Quốc thua 6 trận, hòa 3 trận và chỉ thắng đúng 1 trận trên sân nhà trước Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng đó là một chiến thắng không mấy thuyết phục. Đổi lại Việt Nam đã phục tù thành công, nhưng cách mà chúng ta làm còn ấn tượng hơn. Một chiến thắng tâm phục khẩu phục với tỷ số 3-1. Trong đó Việt Nam vừa lên dẫn trước đến 3 bàn và có một siêu phẩm đẳng cấp của Phan Văn Đức. Thất bại cay đắng trên đã đặt ra một dấu hỏi rất lớn cho người hâm mộ Trung Quốc, rằng vì sao họ đã đổ hàng tỷ đô la vào bóng đá, nhưng kết quả nhận lại chỉ là một đội bóng bạc nhược, rệu rã đến thế. Câu trả lời đôi khi đã đến ngay từ câu hỏi. Nào quý vị và các bạn, hãy subscribe kênh, bấm rung chuông và like các sản phẩm của Tuyến Văn Hóa Stadium để cùng chúng tôi đến với màn giải mã câu hỏi tỷ đô kể trên nha. Cách đây 11 năm, tức là một năm trước khi trở thành nhà lãnh đạo của xứ sở tỷ dân, ông Tập Cận Bình đã nói về 3 điều ước đối với nền bóng đá nước nhà, gồm được tham dự vòng chung kết World Cup, đăng cai giải đấu và một ngày nào đó sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá này. Thế nhưng kể từ đó đến nay, bóng đá Trung Quốc chưa một lần tham dự vòng chung kết World Cup. Sau rất nhiều lần trì hoãn, giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League CLS 2022 cũng được khởi tranh vào đầu tháng 6. Kế hoạch ban đầu của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA là tổ chức giải vào tháng 4, nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp và các quy định của chính phủ khiến giải đấu bị hoãn. CLS 2022 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc trải qua đợt ảm đạm chưa từng thấy trong một thập niên qua. Các nhà đầu tư cắt giảm cực mạnh vốn đầu tư vào các đội bóng. Điều này dẫn đến những bom tấn chuyển nhượng hay các ngôi sao ngoại quốc bắt đầu thừa thớt dần, thậm chí vắng bóng. Khác hẳn với hình ảnh vung tiền như nước của các đại gia Trung Quốc những năm qua, mà tiêu biểu là hai bản hợp đồng của bộ đôi cựu sao Premier League Carlos Tevez và Oscar Evergrande, từng là tập đoàn đầu tư bóng đá mạnh nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính của tập đoàn bất động sản này khiến họ không thể tiếp tục duy trì đội bóng đá như trước. Gwangju FC, đội bóng mà chúng ta thường biết đến với cái tên gọi là Gwangju Evergrande, bước vào CLS 2022 mà không có ngoại binh nào trong đội hình. Sau 3 trận đầu tiên của CLS 2022, Gwangju FC toàn thua, để thủng lưới 8 bàn và không ghi nổi một bàn thắng. Chỉ mới mùa trước thôi, họ còn về đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia, nhưng giờ đây lại thảm hại như vậy. Kể từ khi Jiangsu Suning ngừng hoạt động vào năm 2021, các cầu thủ từng chơi cho nhà vô địch CLS 2020 vẫn chưa được thanh toán số tiền lương bị nợ. Hồi tháng 4, Yang Yawei, cựu cầu thủ Jiangsu FC đã gửi thông điệp lên mạng xã hội muốn chủ tịch Steven Yang thanh toán lương cho mình và các đồng đội. Xin chúc mừng chiến thắng của Inter Milan. Yang Wei nói trên trang cá nhân sau khi chứng kiến chủ tịch Yang ăn mừng chiến thắng 1-0 trước Juventus hôm 4 tháng 4. Hy vọng ông không quên nỗi đau của chúng tôi khi ông đang cảm thấy niềm vui vô bờ bến. Qua tiết lộ của Yang Wei, câu lạc bộ Jiangsu Suning đã bị giải thể hơn một năm. Nhưng tập đoàn Suning vẫn chưa thanh toán hết lương và thưởng còn nợ các cầu thủ và nhân viên từng làm việc cho đội bóng. Đầu tháng 5, Yang Wei và nhiều cầu thủ khác tiếp tục đăng bài trên trang cá nhân đòi nợ tập đoàn Suning. Tuy nhiên, những gì họ nhận được sau đó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Đó là một sự thật đáng buồn của nền bóng đá. Nhà báo Yuan Bi của Titan Sport chia sẻ với Dinh, Suning vẫn còn đầu tư vào Inter, nhưng họ dường như bỏ quên bóng đá trong nước rồi. Hai tuần trước khi CLS 2022 khởi tranh, trong Qing Liangjiang, câu lạc bộ đang chơi ở hạng đấu cao nhất Trung Quốc bị giải thể vì khó khăn tài chính. Ban tổ chức giải đấu phải đưa Dai Liên Pro, đội bóng xuống hạng mùa trước quay trở lại để đủ số đội tham dự. Chang Wei-ryong, huấn luyện viên của Chung Queen Liangjiang, khóc khi nói về cảnh câu lạc bộ không thể tiếp tục hoạt động và trả lương cho các cầu thủ. Ngay cả những đội bóng được kỳ vọng đứng vững trước cuộc khủng hoảng như Shanghai Port, Shandong Taishan hay Beijing One cũng không còn hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Tiền vệ Oscar không hội quân cùng Shanghai Port trong giai đoạn đầu mùa giải và sau nỗ lực thuyết phục từ ban lãnh đạo đội bóng, ngôi sao Brazil chỉ trở lại cho câu lạc bộ trong cuối giai đoạn 1. Thiếu vắng những ngoại binh hàng đầu, Shanghai Port
tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sang đầu tay San là đội hiếm hoi còn giữ được các ngoại binh chất lượng. Nhà đương kim vô địch CLS vẫn đủ tiềm lực tài chính để giữ chân Marouane Fellaini hay nhiều cầu thủ nước ngoài chất lượng khác. Tuy nhiên, chỉ mình Sang Đông Tai San là không đủ để vực dậy nền bóng đá. Có nhiều vấn đề tồn tại với bóng đá Trung Quốc vào lúc này, cái viết Yuan Bi tiết lộ. Đó không chỉ là sự rút lui của các tập đoàn kinh tế, mà cách tổ chức và phát triển bóng đá cũng đang gặp vấn đề. Nguyên nhân nổi cộm nhất mà các chuyên gia bóng đá hay nhắc đến khi nói về thực trạng nền túc cầu Trung Quốc, đó chính là những cầu thủ trẻ tại đây tỏ ra thiếu đi tinh thần đồng đội, điều tối quan trọng trong bóng đá. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ ở đây không ăn mừng bàn thắng. Họ quay lưng lại và tiếp tục chờ nhưng không có gì xảy ra. Chúng tôi phải ép họ ôm lấy nhau sau một chiến thắng, nhưng họ cảm thấy lúng túng và không thực hiện một cách tự nhiên. Manu Merino, một huấn luyện viên người Tây Ban Nha tại Học viện Evergrande cho biết, ông cũng tin rằng chính sách đẻ một con của Trung Quốc là nguyên nhân của tình trạng này. Chúng được giáo dục từ gia đình và nhà trường để trở thành người giỏi nhất, nhưng không biết cách hợp tác và quan tâm tới người khác. Điều này có thể hiệu quả với những môn thể thao cá nhân mà Trung Quốc vượt trội nhờ khả năng hy sinh của các vận động viên, nhưng không áp dụng được trong bóng đá hoặc bất cứ môn thể thao đồng đội nào khác. Nếu đội bóng thua 1-20, họ vẫn chẳng quan tâm, trừ khi chính mình là người ghi bàn. Huấn luyện viên Merino nói thêm. Nhà báo Jonathan White của SCMB cũng cho rằng chính sách một con tồn tại suốt 37 năm ở Trung Quốc đã tác động tới sự phát triển của bóng đá. Chủ nghĩa cá nhân không phải là đặc điểm riêng của Trung Quốc, nhưng chính sách một con đã góp phần gây ra điều này. Ảnh hưởng trầm trọng của nó lên mỗi cá nhân thể hiện qua việc không biết phối hợp theo nhóm, chia sẻ hay làm gì đó khác ngoài trở thành trung tâm của sự chú ý. Bản thân huấn luyện viên Merino cũng từng tin bóng đá Trung Quốc sẽ cần 20 năm để phát triển khi mới tới đây. Song sau 3 năm làm việc, huấn luyện viên Tây Ban Nha đã phải thốt lên rằng nước đi đó mình đi nhầm, cho mình đi lại nha. Bởi lẽ con số trong đầu ông giờ đây đã lên tới 60 năm. Nhà báo Jonathan White cũng bày tỏ hoài nghi về kế hoạch trở thành cường quốc bóng đá của Trung Quốc vào năm 2050. Trung Quốc cần đưa cầu thủ trẻ vào chơi ở đội 1 của những đội bóng tại giải vô địch quốc gia và cả thế giới. Những câu lạc bộ Trung Quốc cũng cần phải giành các danh hiệu lớn. Tất cả điều đó phải đến trước khi hy vọng làm nên chuyện tại World Cup, White nói. Dẫu vậy thì tình hình không sáng sủa là bao trên thực tế. Giải vô địch quốc gia Trung Quốc tràn ngập những cầu thủ ngoại với mức lương cách xù. Các cầu thủ trẻ Trung Quốc không có cơ hội thi đấu, dù Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA quyết định áp luật một câu lạc bộ phải sử dụng một số cầu thủ U23 đá chính bằng một số ngoại binh. Thế nhưng thực trạng thì chán miễn bản. Các đội bóng chấp nhận mất một quyền thay người còn hơn là sử dụng cầu thủ U23. Vào cuối tháng 6, câu lạc bộ Tianjin Tianhai thay người khi trận đấu mới chỉ diễn ra được vỏn vẹn 15 giây. Cầu thủ bị thay ra là Wen Junjie, 22 tuổi. Đứng trước tình cảnh đặng chẳng đừng như vậy, Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch để vươn tới giấc mơ World Cup. Quyết định này đi ngược lại với toàn bộ kế hoạch phát triển bóng đá từ học đường mà Trung Quốc tham vọng xây dựng, nhưng lại rất thực tế với chủ nghĩa cá nhân của quốc gia này. Họ muốn là số 1 và sẵn sàng làm mọi cách để đạt được điều đó nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, kết quả thì lại thảm hại miễn bàn. Trận thua trước chính Việt Nam ngay ngày mùng 1 Tết đầu năm nay như một cái tát đầu điếng vào tham vọng vươn tầm của bóng đá xứ tỷ dân. Họ không thể phủ nhận bóng đá Việt Nam đã thay ra đổi thịt rất nhiều những năm qua, nhưng ngay cả một hiện tượng mới nổi như thầy trò Park Hang-seo mà Trung Quốc còn không thể hóa giải được, thì làm sao còn trông mong vào ngày mà đội bóng này đứng chung mâm với những Hàn, Nhật, Úc. Vì vậy, điều ước thứ hai có vẻ khả thi hơn. Người ta cho rằng vào một thời điểm nào đó trong năm 2030, Bắc Kinh sẽ được trao quyền đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Về mặt tiềm lực và vị thế, Trung Quốc đủ khả năng trở thành nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng sau những sự kiện gần đây liên quan đến chính sách phản ứng trước dịch bệnh COVID của chính phủ Trung Quốc, điều này có vẻ như không được chắc chắn cho lắm. Hồi tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thông báo vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ không được tổ chức ở Trung Quốc theo kế hoạch. AFC thừa nhận đại dịch COVID-19 đã khiến Trung Quốc không thể đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023, theo kế hoạch diễn ra từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thông báo của AFC có đoạn viết: trước đó một tuần, Asian Game 2022 dự kiến được tổ chức ở Trung Quốc cũng bị hoãn sang năm sau. Việc đăng cai Asian Cup được Trung Quốc xem là bước tiến quan trọng để họ trở thành nước chủ nhà World Cup trong tương lai. Nhiều sân vận động và cơ sở phục vụ cho bóng đá được xây mới trên khắp Trung Quốc kể từ năm 2018. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của nhiều tập đoàn kinh tế đầu tư vào bóng đá khiến mọi thứ trở nên bấp bênh. Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc có thể đăng cai World Cup trong thời gian tới, ít nhất là World Cup 2030. Nhà báo Yuan Bi nhận xét. Sau những sự kiện xảy ra gần đây, nhiều người sẽ đồng ý với tôi về điều đó. Hiện CLS đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính chưa từng thấy, dù từng chi tới 300 triệu bảng vài năm trước để mang về những ngôi sao hàng đầu như tiền vệ người Brazil Oscar dos Santos của câu lạc bộ Chelsea. Câu lạc bộ Jiangsu Suning giành được chức vô địch năm ngoái, nhưng buộc phải giải thể vì chủ sở hữu là tập đoàn Suning quyết định rút lui khỏi thể thao.
câu lạc bộ Thiên Tân Thiên Hải cũng không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá Trung Quốc. Một số câu lạc bộ khác thì gồng mình trả lương cho cầu thủ. Việc CLS đang trên đà suy thoái và nỗi ám ảnh về việc trở lại World Cup của đội tuyển Trung Quốc lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nếu như ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển, các đội bóng trong nước và đội tuyển quốc gia phải tranh giành cầu thủ, thì tại Trung Quốc, CLS đã bị dừng lại từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển quốc gia đủ điều kiện tham dự vòng loại World Cup 2022. Nếu Trung Quốc có khả năng lọt vào World Cup thì sự hy sinh của CLS là xứng đáng. Nhưng sự thật là đội tuyển Trung Quốc không có năng lực cạnh tranh tại vòng loại cuối cùng để có mặt tại Qatar vào cuối năm nay. Để rồi sau cùng, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn vẫn nuôi tham vọng biến nước này trở thành cường quốc bóng đá trong tương lai. Nhưng giữa hiện thực và tham vọng còn một khoảng cách rất xa vời và không biết khi nào mới có thể sàn lấp. Những kế hoạch đào tạo búa lớn được vạch ra đi kèm cùng hầu bao không đáy của chính phủ không thể giúp quốc gia này vươn tới hàng ngũ xuất sắc của bóng đá thế giới. Bởi lẽ chừng nào thành trì về chủ nghĩa cá nhân chưa được đạp đổ, chừng đó Trung Quốc vẫn chưa thể hiện thực hóa tham vọng tại World Cup.